Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Trong ngày hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận 78 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 16 ca cộng đồng. Quận Sơn Trà vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất với 42 trường hợp. Trong số 16 ca cộng đồng thì có 7 ca chưa xác định được nguồn lây. 9 ca cộng đồng còn lại gồm có 6 tiểu thương buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường, có triệu chứng nên đi khám, xét nghiệm tại bệnh viện. 3 trường hợp liên quan đến cảng cá Thọ Quang và nhân viên y tế bệnh viện 199. Chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang tiếp tục ghi nhận thêm 59 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 trường hợp là tiểu thương, người dân trong khu vực có nguy cơ cao và 6 trường hợp buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý, dịch bệnh hiện vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Nếu tình hình không sớm cải thiện và số ca bệnh tăng lên thì thành phố sẽ áp dụng biện pháp mạnh hơn. Trước mắt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng tốc truy vết, tập trung xét nghiệm theo đối tượng ưu tiên. Để dành toàn bộ lực lượng của chúng ta ưu tiên cho hai cái đối tượng, nhắc lại là hai đối tượng. Một là đối tượng có liên quan đến F0 trong ngày hôm nay và ngày hôm qua. Thứ hai là những đối tượng mà lâu nay chúng ta ít xét nghiệm. Mà cái này chỉ có là các tổ dân phố, các phường thì mới nắm bắt được đúng cái đối tượng là lâu nay chưa thực hiện cái việc xét nghiệm. Tránh cái tình trạng là chúng ta chạy theo số lượng, để rồi là kế hoạch thì đạt được, nhưng mà mục tiêu thì không đạt được. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị quận Sơn Trà tiếp tục kiểm soát chặt chẽ khu phong tỏa, đảm bảo triệt để việc cách ly, tiếp tục đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.